thưa quý vị và các bạn tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là tiểu mục chuyện chung chuyện riêng à, có một câu chuyện mà có lẽ rằng là chúng ta không thể không nhắc tới trong mùa dịch bên cạnh những câu chuyện về tình đoàn kết về lá lành đùm lá rách về sự vượt qua những khó khăn của con người trong đại dịch thì cũng có một câu chuyện chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại với nhau để cùng nhau lên án và từ đó thì nếu như chúng ta sẽ có một cái tình huống nào như vậy nữa thì chúng ta sẽ tránh được những cái à, tình huống xấu như vậy và nó ảnh hưởng tới dư luận cũng như là ảnh hưởng tới à, công cuộc chống dịch của tất cả mọi người trên cả nước đúng không ạ Dạ vâng, và có lẽ rằng là đây là câu chuyện mà cũng đang thu hút dư luận trong thời gian gần đây. À, khi mà chúng ta sẽ chưa đề cập đến câu chuyện gần đây nhưng mà chúng ta nhìn lại về đại dịch Covid-19 như Vân Trang có đề cập thì chúng ta thấy là trong đại dịch đôi khi có những câu chuyện trục lợi đã khiến cho chúng ta một lần nữa nhìn về hai chữ tình người là như thế nào. À, Phương Thảo nhớ rằng là thời điểm đầu khi mà dịch Covid-19 bùng phát thì lúc đó Thảo nhớ là Thảo mua một hộp khẩu trang thì rơi vào tầm 70 cho đến 100 nghìn là sẽ tùy loại mình thích loại nào xịn hơn thì mình mua xịn hơn thôi còn không nếu mà mình chỉ đeo một cái hộp thì thảo nhớ là thời điểm chưa có dịch và hoàn toàn bình thường ấy, thì có thể là mình mua khẩu trang 45 000 cũng có mà 50 000 đồng một hộp cũng có tuy nhiên quý vị biết là ngay lúc mà chúng ta nghe về những biến thể những biến chủng mới của virus sars cov 2 thì lúc đó thảo đi mua hộp khẩu trang cùng một loại luôn nhưng mà đã lên giá là gấp 4 là lúc đầu là mình mua 50 thì bây giờ mình có thể mua từ 108 cho đến là 200 000 lúc đó khi mà mình đặt ra câu hỏi là vì sao mà giá khẩu trang lại bị đẩy lên cao như thế thì đơn thuần họ nói là không có hàng một là dùng còn hay là không dùng thôi thì đứng trước sự nguy hiểm của đại dịch bắt buộc là chúng ta phải mua. Nhưng mà thật sự rằng là đó là khi chúng ta vẫn đủ điều kiện để mua. Nhưng với những hộ gia đình hoặc là những gia đình hoặc là những người mà họ có hoàn cảnh khó khăn thì không thể nào mà nói rằng là bây giờ không dùng thì họ không phải là họ đang phải là đối mặt với chính là Covid-19 hay sao? Dạ vâng ạ, đúng là như thế và khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong suốt 2 năm vừa qua thì rất nhiều người trong chúng ta đã kiệt sức, rất nhiều người đã không còn đủ kinh tế, cũng không còn đủ để làm chỗ dựa cho cả gia đình của mình nữa. Vì thế mà cũng đã có rất là nhiều những câu chuyện đau lòng xảy ra và chúng ta cũng phải chứng kiến và thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng là có nhiều những mảnh đời mà thật sự khi mà đại dịch xảy đến cũng đã khiến cho họ gần như là không còn một manh giáp nào để có thể chiến đấu nữa. À, và những cái hành vi mà trục lợi khi mà dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp như vậy có thể coi là một hành vi mà bất nhân, vô cảm và đáng bị trừng phạt nặng. À, chúng tôi có thể kể tới một vài những cái ví dụ như sau. Đầu tiên là tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm nóng dịch bệnh của cả nước trong những tháng vừa qua. Trong khi siêu thị bán hàng bình ổn giá để chia sẻ với người dân trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh thì một số người lợi dụng điều này để gom hàng siêu thị với số lượng lớn, bán ra bên ngoài với giá cao để trục lợi. Tình trạng này xảy ra ở siêu thị Coop Mart dẫn đến việc thiếu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu, làm cho người dân có nhu cầu mua thực sự lại không có hàng để mua. Và hành vi của những cá nhân này đã khiến cho dư luận bức xúc khi mà nhiều người thành phố Hồ Chí Minh phải xếp hàng cả tiếng chờ tới lượt vào siêu thị mua đồ. Không chỉ có hành vi trục lợi từ miếng ăn như trên, mà nhiều người còn lợi dụng nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 cao trong dân để nghĩ ra các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Một số cá nhân tổ chức liên tục mời chào tiêm vaccine qua đủ hình thức như là điện thoại, mạng xã hội, thư điện tử hay tờ rơi quảng cáo. Đánh vào tâm lý muốn tiêm vaccine COVID-19 nhanh chóng, những kẻ lừa đảo đã gửi thư điện tử cho nhiều người hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine để họ vào một trang web và cung cấp các thông tin cá nhân như là thẻ tín dụng, tài khoản, mạng OPT, chuyển tiền trước cả triệu đồng và hành vi trục lợi cũng như là lợi dụng những người khó khăn trong thời điểm đại dịch Covid-19 thì chúng ta có thể thấy là xảy ra ở bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ quốc gia nào và trong cơn bấn loạn thì gần như là ai cũng có thể trở thành nạn nhân như là câu chuyện mà văn trang cũng vừa chia sẻ cho tất cả quý vị và chúng ta có thể thấy là trong tình hình ngày càng khó khăn, phức tạp thì nước càng đục thì càng xuất hiện nhiều con cò, có rất nhiều những cơ hội, các những thủ đoạn để có thể kiếm tiền trên nỗi đau của những người khác. Ở nhẹ thì chúng ta có thể là gặp những hành vi lừa đảo nhưng mà nặng thì có thể là dẫn đến tình trạng mất mạng. Thì quý vị thấy là trong thời gian qua đâu đó thì vẫn có. Ờ, ví dụ như là ngoài câu chuyện khi nãy mình chia sẻ trực tiếp là về việc là khẩu trang thì có thể thấy là về kích test Covid-19 cũng thế thì điểm đầu cũng rất là đắt. Hay là về việc gom hàng thì Thảo thấy là riêng cái việc gom hàng không chỉ là khiến cho những người thiếu người ta không có mặt hàng để sử dụng mà bên cạnh đó là còn nguy cơ có thể là lây ra tình trạng bùng dịch nữa. Và gần như là chúng ta đã đến được dịch thứ tư thì thảo nhớ là chúng ta đã có rất nhiều những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch rồi. Nhưng thời điểm đầu khi mà chúng ta nghe những thông tin à, ví dụ như là Hà Nội sẽ phong tỏa chẳng hạn đi. Đó là một cái thông tin mà mình nghe phong phanh ở đâu đó thôi. Thì một người hai người đi gom xong ba bốn người cũng kéo theo. Ví dụ như nghe ừ tôi nghe người này người kia nói và cứ thế và chúng ta đổ xô đến các cửa hàng tiện lợi cũng có, vào siêu thị cũng có. Cái gì mình cũng gom hết đến nỗi mà gom về để dư trong tủ đông của mình và nhiều gia đình thảo có biết thì bà bảo là mua một con vịt mà tận mấy tháng rồi chưa dùng tại vì lúc đó đi gom và gom quá là nhiều đi tới nỗi là nó nằm ở dưới cái góc ấy đến bây giờ thì mới nhớ rằng là con vịt nó vẫn chưa sử dụng nhưng mà rõ ràng thời điểm đó có rất là nhiều người cần phải không trang dạ vâng đúng là như thế và khi mà chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta nghe thông tin thôi chúng ta cũng thấy hoang mang rồi và quả thực khi mà chúng ta chưa biết rõ về hình dạng cũng như là đặc tính tính chất lây lan và độ nguy hiểm của virus sars cov hai thì chúng ta ai ai cũng sợ cả và mọi người cứ nghĩ rằng là nếu như bây giờ chúng ta làm thế nào để giảm sự lây lan chúng ta ở nhà không yeah. tiếp xúc với ai cả vì thế mà mọi người cố gắng là mua nhiều thực phẩm nhất có thể để cố thủ ở trong nhà điển hình như là có một cái câu chuyện như thế này ở khi mà hà nội phong tỏa đợt đầu tiên yeah. thì em có nhớ rằng là khi mà em đến cơ quan ấy, thì có một cái anh đồng nghiệp anh mới nói rằng là này anh bực quá và sao thế anh em có gom đồ ăn không mà em không ạ à? em em không gom gì cả em vẫn chỉ mua như vậy thôi tức là mua dài hơn thôi ví dụ như bình thường mà mình mua ngày nào mình đi ăn ừ. ngày đấy hoặc là mua hai ngày ba ngày thì bây giờ mình có thể Mua một tuần để xác. mình hạn chế cái cái lần tiếp xúc và hạn chế những cái khoảng thời gian ra ngoài. Anh bảo là chứ ở gần nhà anh có một cô hàng xóm, cô gọi ra, này 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 ra đây cô bảo bảo dạng cái gì thế? Cho cô gửi nhờ 10 cái bắp cải. <laughs> Trời ơi 10 cái bắp cải quý vị nghĩ đi liệu có ăn được không? Trong cái khoảng thời gian mà 10 cái bắp cải thì tủ lạnh nào chứa cho nổi nếu như không Chắc phải là tủ đông kể cả là tủ hai ngăn đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào đảm bảo được dinh dưỡng. À, thế nhưng mà những cái đợt sau này chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm rồi. Chúng ta cũng đã làm quen với tình hình dịch bệnh. Chúng ta cũng biết là cái con virus đó nó như thế nào và chúng ta làm như thế nào để vừa tốt cho chúng ta mà vừa có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất khả năng lây lan và độ nguy hiểm của virus. À, chính vì thế mà có lẽ rằng là những cái hành vi trục lợi cũng sẽ khó hơn, nó sẽ ở những cái tầm cao hơn chẳng hạn như là buộc khi mà chúng ta phải làm uh, như là chúng ta đã mắc bệnh rồi chúng ta cần phải điều trị uh, và chính vì thế mà có một cái câu chuyện là như thế này cứ nghĩ rằng là uh, sẽ không ai biết đâu thế nhưng đúng mà à. thực ra là ai cũng biết đúng không ạ và thực sự là khi mà những cái chuyện này đã được làm rõ được phanh phui thì sẽ có sự vào cuộc của pháp luật và trách nhiệm pháp luật chúng ta là công dân, chúng ta sống và làm việc theo pháp luật thì có lẽ rằng là ai ai cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật yeah. và hơn thế nữa là lương tâm của mình. Có một cái câu chuyện và một cái ví dụ mà chúng tôi có thể kể tới với quý vị và các bạn đó là mới đây thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vừa ra quyết định khởi tố đối với ông Phan Quốc Việt, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1980, quê quán là Thăng Bình, Quảng Nam, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty thiết bị y tế Việt Á cùng với 6 đồng phạm để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và điều đáng nói ở đây là doanh nghiệp đã và đang cung ứng kit test COVID-19 cho CDC và cơ sở y tế của 62 tỉnh thành phố với doanh thu là gần 4.000 tỷ đồng. Cùng với Phan Quốc Việt, các đối tượng Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ Công ty Việt Á, Cửa hàng trưởng, Cửa hàng Âu Lạc, Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính và Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á Phạm Duy Tiến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, Nguyên Kế Toán trưởng CDC Hải Dương cùng bị khởi tố để làm rõ hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Cơ quan điều tra xác định tháng 4, 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19, sản phẩm thuộc danh mục được áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Việt cùng các nhân viên công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, xác định giá bán là 470.000 đồng một kit. Việt sau đó thông đồng với lãnh đạo CDC để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống báo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đặc biệt, Việt còn thỏa thuận chi cho lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền lớn. Thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi gần 30 tỷ đồng tiền ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương. Vừa qua thì Bộ Công an lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung làm một số cái vụ án liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực y tế theo cái phương châm tức là làm một vụ thì nó sẽ cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, một ngành để với cái 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 mục tiêu như vậy thì Bộ Công an đã tiến hành và như các bạn đã biết là ngày 18 thì đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can trong vụ nâng giá thầu các cái thiết bị y tế của công ty Việt Á và một số các cái cán bộ trong lĩnh vực y tế. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Việt, Tuyến cùng các bị can khác đã vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu Cảnh sát đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài khoản sổ tiết kiệm của Việt và các bị can thuộc công ty Việt Á trị giá hơn 320 tỷ đồng, 100.000 đô la Mỹ, 20 bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác. 8 bất động sản của ông Tuyến. Đồng thời đang điều tra mở rộng với các cá nhân, đơn vị liên quan tại nhiều địa phương vâng thưa quý vị mặc dù là đây là một vụ việc đã gây rúng động dư luận thế nhưng không phải là vụ việc đầu tiên à, năm 2020 trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch đã xuất hiện vụ án tham nhũng vật tư y tế gây bức xúc dư luận tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội hay còn gọi là cdc hà nội với thủ đoạn thông đồng thổi giá của các đối tượng và hệ thống xét nghiệm tự động real time pcr đã bị đội giá gấp nhiều lần và vào ngày 2 tháng 6 năm nay năm 2021, thì Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, nguyên giám đốc CDC Hà Nội và 5 đồng phạm tuyên y án phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Nhật Cảm. Các bị cáo khác lịnh án từ 5 năm tù đến 6 năm, 6 tháng tù về tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng việc đưa ra xét xử vụ án tại cdc hà nội cũng đã tạo ra nhiều hiệu ứng lan tỏa tích cực là hồi chuông cảnh tỉnh các cá nhân doanh nghiệp câu kết kiếm tiền bất chính trên nỗi đau của người bệnh và thưa quý vị đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án lợi dụng dịch bệnh để trục lợi được phát hiện trong thời gian qua đó chính là việc tăng giá các sản phẩm hay là trà trộn rồi là đưa ra thị trường các sản phẩm giả kém chất lượng như khẩu trang hay là kit test nhanh kể cả rằng là những vật dụng liên quan tới y tế như là sát khuẩn hay là những dụng cụ để chúng ta có thể là rửa mũi chẳng hạn và thời gian qua thì có rất nhiều những vụ án liên quan đến việc là mua sắm trang thiết bị y tế được cơ quan chức năng làm rõ các đối tượng lợi dùng kẻ hở trong quy định của pháp luật đã hay là đâu đó là có những người làm không đúng quy định của pháp luật trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Vâng ạ, có lẽ rằng là thông thường thì như chúng ta cũng đã biết sức khỏe của con người bao giờ cũng là quan trọng nhất. Vì thế mà vật tư y tế luôn luôn là một trong những nguyên vật liệu mà có lẽ rằng rất quan trọng với con người. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì điều này lại càng rõ ràng hơn. À, chính vì thế mà chúng ta cũng đã cho phép áp dụng hình thức là chỉ định thầu để các địa phương có trang thiết bị này vật tư và sinh phẩm y tế, các bộ kit test phục vụ phòng chống dịch bệnh một cách kịp thời nhất. Tuy nhiên thì cũng đã có những kẻ xấu lợi dụng tranh thủ cơ hội này để trục lợi, nâng giá lên cao, hưởng siêu lợi nhuận từ việc mua bán kit test COVID-19 và trang thiết bị y tế. Hành vi vi phạm này rất đáng lên án và cần phải nghiêm trị. Phạm tội khi đất nước đang trong tình thế khó khăn khẩn cấp thì tính chất tội phạm càng nguy hiểm và gây ra tác hại càng lớn. Do vậy mà chỉ có xử lý nghiêm mới có tác dụng gian đe bày tỏ sự phấn nộ với hành vi tán tận lương tâm của một số đối tượng khi lợi dụng lúc đất nước và người dân đang khó khăn trong dịch bệnh COVID-19 hoành hành để trục lợi. Nhiều người gọi đây là tội ác đại dịch covid-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước dù khó khăn kiệt quệ nhưng mà họ vẫn đồng lòng cùng với chính phủ để chung tay phòng chống dịch và lo cho những hoàn cảnh khó khăn. À, tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy là vẫn có những người bất chấp những nỗi khổ của đồng bào, lợi dụng lúc dịch bệnh để trục lợi cũng như là bon rút về việc là tiền bạc cũng như là tài sản của người dân vâng ạ và rõ ràng chúng ta thấy rằng là tham nhũng thì đâu cũng là tội ác thế nhưng mà tham nhũng trong ngành y thì lại càng tội ác hơn bởi lẽ chúng ta thấy rằng có rất là nhiều những người mà họ mắc bệnh hiểm nghèo à, cuộc sống của họ rất là khó khăn nhưng mà họ vẫn cố gắng hết sức để có thể chữa trị và họ vẫn khát khao được sống cái khát khao đó là khát khao chính đáng và có thể coi là khát khao đẹp nhất của con người à, thế nhưng mà lại có những người lợi dụng trên khát khao đó lợi dụng trên sự cố gắng đó để tham nhũng thì có lẽ như chúng tôi cũng đã chia sẻ nếu như nói là bất nhân và đáng lên án thì cũng không quá đáng và đặc biệt thì cái điều này khi mà dịch bệnh covid 19 xảy ra thì nó còn đánh vào người bệnh đánh vào sự nỗ lực của toàn đảng toàn dân và toàn quân đang căng mình chống lại dịch bệnh covid 19 và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới còn uh, riêng ngành y tế thì lực lượng tuyến đầu trong trận chiến chống dịch thật khó mà kể hết được sự hy sinh cũng như là những lo toan vất vả của họ trong thời gian vừa qua. Sự nỗ lực đến hơn cả sức của mình của những chiến sĩ áo trắng đã giúp chúng ta từng bước ngăn chặn đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra và cả xã hội vẫn đang phải gồng mình đối phó. Người dân đã phải trách chiêu từng đồng tiền gom góp cùng chính phủ để mua vaccine, mua kit xét nghiệm mua thuốc mua thiết bị thế mà có những kẻ đã không từ một thủ đoạn nào lợi dụng dịch bệnh để trục lợi À, và không biết là khi mà chị Phương Thảo chúng ta nói chuyện với nhau về cái câu chuyện này thì chị à, có cái liên tưởng nào nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi có một cái liên tưởng đấy là câu chuyện về cái, cái chuyện uh, sự thích của con yeah. thạch sùng à, tức là cũng là một phú ông và cũng lợi dụng trong cái lúc mà tất cả mọi người thì à, đều đang bị mất mùa thiên tai dịch bệnh đói kém mà chữ lương thực rồi không giúp đỡ ai cả thế nhưng mà rồi đến cuối cùng cái kết cục ra sao vẫn chỉ là một con thạch sùng lúc nào cũng tặc lưỡi kêu tiếc tiếc và cái đấy là cái tiếng kêu mà có thể nói rằng là dù là 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 trục lợi được rồi đấy nhưng mà tòa án lương tâm thì cũng không cho phép ạ dạ vâng và có lẽ là qua thông tin vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là tất cả mọi việc mà chúng ta làm sai trái thì hoàn toàn chúng ta sẽ đến một ngày chúng ta sẽ phải nhận kết quả đó nên là chắc chắn là quý vị hãy lưu ý về những vấn đề những hành động của chính bản thân của mình không chỉ riêng câu chuyện trong ngành y tế và mong rằng là thông tin vừa rồi thì sẽ hữu ích cho tất cả quý vị và thời điểm này nếu mà quý vị mua những sinh phẩm về y tế nếu quý vị thấy mức giá của nó đang bị đội lên quá cao thì chúng ta cũng tự đặt một dấu chấm hỏi tránh việc là chúng ta thỏa thuận với họ bằng cách là mình nghĩ rằng là à mình không mua thì mình không có đồ để sử dụng bởi vì quý vị biết là bây giờ tất cả mọi thứ thì đều đang được bình ổn giá để người dân có thể là thích ứng linh hoạt và có thể là chúng ta có thể cùng nhau vượt qua đại dịch đúng không Trang? Dạ vâng ạ và đặc biệt là nhà nước cũng đã có sự vào cuộc để chúng ta có thể bình ổn giá và thống nhất giá về tất cả như là xét nghiệm để sinh phẩm y tế cũng như là các phương án rồi là các phương pháp chữa bệnh liên quan đến đại dịch Covid-19 và nếu như chúng ta thấy rằng không ổn, chúng ta thấy rằng là giá đang bị sai so với nhà nước công bố, quý vị và các bạn có thể liên hệ với các ban ngành chức năng hoặc là quý vị và các bạn cũng có thể gửi ý kiến đóng góp đến chúng tôi thông qua số hotline là 0901812999 thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng quý vị trong việc là bảo vệ người dân à, trên uh, chặng đường là chúng ta đang chống lại đại dịch Covid-19. Còn quay trở lại với chủ đề của chuyện chung chuyện riêng ngày hôm nay thì có lẽ rằng điều cuối cùng mà chúng tôi muốn uh, nói tới quý vị và các bạn trong tiểu mục ngày hôm nay đó là chúng ta thấy rằng là dù quy định có chặt chẽ đến đâu mà đạo đức xuống cấp thì những vụ việc sai trái tham nhũng vẫn có thể xảy ra. Vì thế bên cạnh uh, chấp hành luật pháp, uh, bên cạnh chúng ta sống và làm việc theo pháp luật thì có lẽ rằng là đạo đức của mỗi người dân cũng cần được nâng cao, đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay. Thank <laughs> you.